nhất chỉ chống nổi nại nắm tàng tầm chủ đề là biến của Phú Quốc. Tôi đã đi Phú Quốc chỗ sau năm Dương Tống là Phú Quốc biên giải, biên giải là nội chiến của Phú Quốc. Chú các đi kinh cầu gần các hàng như giúp các thích đi bộ phố gọi trên ghế và xem chuyện phố đang nghỉ ở công viên gần trung tâm. Tôi muốn bắt đầu kêu sắp ở Phú Quốc. Đây chỉ là 20 20 năm 24 tại chim là 24 trang hùng đạo bộ trang hùng đạo ồ đó là nhà hàng, tên nhà hàng là Biên Phúc Quốc. Tôi có thể sử dụng nói để lên thấp kèo sốc. Tôi đã chào chuyện bồi nhối bạn bè kèo sốc của khu vực. Có thể sử dụng để trôi kiểu sâu gần biên dài nói tốt nhất là quan trọng vì chúng ta không cần tôi gian như chúng ta có nói tốt nhất chúng ta có thể luyện tập kiểu sót của Phú Quốc. Phú Quốc là nói tốt nhất để kêu Phú Quốc bồi hoang hôn ô viên mùa đông không có gió viên là phát triển sau buổi chiều tôi hoàng hôn nổi tiếng ở Phú Quốc.
hoàng hôn nổi tiếng ở khu vực nên du khách có thể rồi hoàng hôn trên tập코가 그들이라는 뜻인데 코스로 나온 코스 코 발음에 따라서는 아마 호코 발음 발음이 중요하지. 5% 5% 정도밖에 안 돼. 5% 정도밖에 안 돼. 10 정도 phải lắm, anh cần chưa thể là tiên phút, rồi giờ thì phút cô sau 10 năm trúng chuẩn thức thì em trai viên dạy là đội chết của phố chủ phố đi kỹ thăng có thăng cách thăng ngữ trước các thích thì vô hộ hộ đi vô hộ các thích thì vô hộ bôi sen kia và sân cho anh cô đang nghỉ phòng viện gần chúng tôi. Tôi muốn bắt đầu kết thúc ô phố cái gì là 20 phút năm hai ô không bốn phút bốn tại thì 24 kê viên phục phúc tôi có thể sử dụng nồi để lên thấp kiệt xúc tôi đã trao xuống bộ ngôi và những kẻ thiếu phục vụ chú chụp để tôi cứu xúc thành viên giải viên giải và căn biển chế nối thôn nhắc là phóng trọng vì chúng ta phong thân tôi chỉ ăn nụ chúng ta của nội tâm nhất chúng ta có thể lên thấp chữ tốt ở phố là nơi tốt nhất để yêu phố là nơi tốt nhất để yêu phố cổ vôi phong hẳn quang hoàn phố biển muôn tâm ma chúng không có rượu cô giữ của quân là Phật tăng sau mười chiếu
Tao vui chứ tôi. Đúng.